Hôm nay chúng ta sẽ đến với tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu một vài nét về tác giả và tác phẩm. Nhà văn Tô Hoài là một trong những nhà văn lớn của nền văn học Việt Nam hiện đại. Ông có sức sáng tạo dồi dào, là một cây bút của phong tục tập quán. Người đọc bị hấp dẫn bởi cái lối viết tự nhiên, hóm hỉnh, lối kể chuyện vô cùng sinh động. Với tác phẩm Vợ chồng A Phủ, được sáng tác vào giai đoạn năm 1952-1953, lúc ấy nhà văn Tô Hoài đã cùng với những người chiến sĩ bộ đội lên Tây Bắc để giải phóng các dân tộc miền núi cao. Khi cùng sống này, cùng chiến đấu với những người dân miền núi cao, Tô Hoài mới nhận ra được cái sức sống mãnh liệt, nhận ra được vẻ đẹp tiềm ẩn ở bên trong mỗi con người ấy. Chính vì vậy, khi viết về một chủ đề rất đỗi quen thuộc, đó là đề tài người nông dân. Về đề tài người nông dân thì các bạn nhớ cho thầy đến những tác phẩm mà văn học hiện thực phê phán trước cách mạng, như là Chí phèo của nhà văn Nam Cao, như là tác phẩm Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố. Tuy nhiên, Vợ chồng A Phủ lại không lặp lại cái con đường là than nghèo kể khổ, lâm vào trạng thái bế tắc như những tác phẩm trước, mà tác phẩm Vợ chồng A Phủ miêu tả những người nông dân miền núi cao nhưng lại không cam chịu sự áp bức tăm tối mà họ vùng lên phản kháng để đi tìm cuộc sống tự do. Đây chính là một giá trị nhân đạo mới mẻ của văn học Việt Nam sau cách mạng. Để tìm hiểu tác phẩm này thì chúng ta hãy nhấn mạnh hai cái nội dung sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải phân tích được hình tượng trung tâm của tác phẩm là hình tượng nhân vật Mỹ. Mỹ mang một sức sống tiềm tàng cũng như có những cái diễn biến tâm lý thực sự độc đáo. Thứ hai là chúng ta phải làm nổi bật được cái giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ chồng A Phủ. Thầy và các bạn sẽ cùng đi vào phần đầu tiên, đó là chúng ta sẽ nói về nhân vật Mỹ. Nhân vật Mỹ là nhân vật chính của tác phẩm, nhân vật mà thể hiện rõ được cái tư tưởng nhân đạo của nhà văn Nam Cao. Nhân vật Mỹ trước tiên là nạn nhân của những áp bức bất công. Chúng ta hãy xem nhân vật xuất hiện như thế nào. Sự suy luận của Mỹ. Nhà văn đã mở đầu thiên truyện của mình. Ai ở xa về có việc vào nhà thống lý Pá Tra thường trông thấy một cô gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá cạnh tàu ngựa. Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, thái cỏ ngựa, dệt phải hay đi cõng nước, cô ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi. Thực sự là một cách mở đầu đầy ấn tượng. Cách mở đầu ấy không chỉ khơi gợi cái trí tò mò hấp dẫn, tại sao một cô gái lại buồn rười rượi, mà còn hé lộ cái số phận của nhân vật. Hẳn cô ấy phải đang gặp một cái sự áp bức bất công, hay đang bị áp bức về mặt tâm lý như thế nào đó thì mặt cô ấy mới buồn rười rượi như thế. Từ chính cái tò mò hấp dẫn về số phận của nhân vật Mỹ, chúng ta sẽ cùng xem Mỹ trước khi về làm dâu nhà thống lý Pá Tra và Mỹ sau khi về làm dâu nhà thống lý Pá Tra có những sự khác biệt như thế nào. Trước khi về làm dâu nhà thống lý Pá Tra, Mỹ là một cô gái xinh đẹp đến mức mà trai đến đứng nhẵn vách đầu buồng Mỹ, tức là cô có rất nhiều người theo đuổi. Cô còn tài hoa nữa. Mỹ thổi kèn lá hay như thổi sáo. Chính cái tài năng của âm nhạc đã cho thấy được Mỹ là một cô gái có tâm hồn rất là nhạy cảm. Cô còn vô cùng hiếu thảo, vô cùng chăm chỉ. Cô yêu tự do. Thống lý Pá Tra muốn Mỹ về làm dâu nhà thống lý thì Mỹ đã bảo rằng là con giờ đã lớn, con đã có thể cuốc nương làm rẫy để trả nợ cho cha. Cô sẵn sàng sử dụng sức lao động để đánh đổi lấy cái tự do của mình. Đấy, khác. Trước khi về làm dâu nhà thống lý, Mỹ là một bông hoa ban của núi rừng Tây Bắc, là một cô gái xứng đáng để được hưởng hạnh phúc. Hình ảnh của Mỹ khiến chúng ta không thấy xa lạ, bởi vì có vẻ cô giống như những cái nhân vật mà chúng ta rất quen trong văn học miền xuôi, ví dụ như là nhân vật Kiều chẳng hạn, cũng xinh đẹp, cũng tài hoa, cũng hiếu thảo, cũng chăm chỉ và dường như là cũng giống nhau. Họ đều có một số phận bất hạnh. Đó là Mỹ đã bị bắt về làm dâu nhà thống lý. Cô gái xinh đẹp của chúng ta sinh ra đã mang một món nợ chuyển kiếp. Cha mẹ Mỹ vì không có tiền cưới đã phải vay nợ nhà thống lý. Mỗi năm phải trả một nương ngô. Và giờ đây Mỹ đã bị thống lý bắt về làm con dâu gạt nợ. Mỹ từ con dâu gạt nợ thật ghê rợn. Là con nợ, Mỹ phải trả bằng gì? Bằng sức lao động, bằng tiền bạc. Nhưng trả rồi thì có thể thoát được cái món nợ đó. Nhưng giờ Mỹ còn là con dâu nhà thống lý, tức là bị bắt cúng trình ma nhà thống lý rồi, thì đời đời kiếp kiếp Mỹ sẽ mãi sống ở nơi đây. Vì vậy con dâu gạt nợ trở thành một sợi dây trói đến cuộc đời Mỹ. Ở nhà thống lý Pá Tra, vừa bị bóc lột về sức lao động mà còn bị đầy đọa về mặt tinh thần. Lúc nào người ta cũng thấy Mỹ gắn bó với một công việc. Lúc thì giặt đay nhá, xe đay, lúc thì thái cỏ ngựa, lúc thì dệt vải. Đến mức độ mà con trâu con ngựa còn có lúc được nghỉ ngơi gãi chân, chứ đàn bà con gái nhà này làm việc cả ngày lẫn đêm. Có những lúc Mỹ đã thổn thức nghĩ rằng mình không bằng con trâu con ngựa. Ở văn học miền xuôi, chúng ta đã từng nhớ tới cái tác phẩm là người ngựa, ngựa người. Tức là con người hạ xuống như là con vật để kéo xe. Nhưng lúc này chúng ta còn nhận thấy một điều kinh khủng hơn. Con người còn không bằng con vật. Điều này không chỉ có Mỹ. Chúng ta nhớ rằng là nhân vật A Phủ khi bị bắt về làm nô lệ của nhà thống lý Pá Tra, vì mải săn dím mà đã đánh mất, đã bị hổ, làm cho hổ vồ mất mà con bò. Thế là A Phủ bị chết, bị trói thay vào để đền cho con bò ấy. Những người nông dân miền núi cao, số phận của họ thực sự bất hạnh. Có khi họ còn không bằng con vật. Nhưng sự bóc lột về mặt sức lao động không kinh khủng bằng sự đầy đọa về mặt tinh thần. Nhà văn đã miêu tả những chi tiết khiến chúng ta không thể quên được về cuộc sống của Mỹ. Đó là căn buồng nơi Mỹ ở. Đó không phải là căn buồng. Nó là một thứ địa ngục trần gian. Nó là một cái căn phòng rất là nhỏ mà tất cả đều tăm tối. Chỉ có một ô cửa bằng bàn tay, bằng đống bàn tay, mà trông ra không biết là sương hay là nắng. Mỹ cứ ngồi trong cái ô cửa đó rồi đến chết mà thôi. Rồi Mỹ sống trong cái khổ thì cô quen khổ rồi. Cô tưởng mình là con trâu con ngựa. Có lúc Mỹ lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa. Nhưng thê thảm hơn hết, các bạn phải để ý đến một chi tiết. Đó là lúc Mỹ không còn muốn chết nữa. Đây là một chi tiết là hay. Khi về làm dâu nhà thống lý Pá Tra, khi mới về làm dâu, lúc đấy cô chưa biết mình sẽ phải chịu đựng cái điều gì. Nhưng cô đã cầm nắm lá ngón và về từ biệt cha để xin được chết. Vì thương cha phải tiếp tục trả nợ cho nhà thống lý, cô đã vứt nắm lá ngón đi. Cái hành động muốn chết lúc ấy là biểu hiện của sự phản kháng và tình yêu tự do mãnh liệt. Nhưng lúc này cha cô đã mất, nhưng Mỹ không còn muốn chết nữa. Không còn muốn chết bởi vì cô đã buông xuôi rồi. Đó là một con người hoàn toàn đầu hàng số phận. Nỗi khổ về mặt vật chất, sức lao động không đau đớn bằng việc con người ta giờ đã đầu hàng và buông xuôi trước số phận. Mỹ hoàn toàn tê liệt về mặt tinh thần. Với cô, lúc này cô đang tồn tại. Nhớ nhá, cô đang tồn tại chứ không phải đang gì, đang sống nữa. Đó là một cuộc sống vô nghĩa lý. Miêu tả hình ảnh của một cô gái là nạn nhân của những áp bức bất công, nhà văn Tô Hoài không chỉ bày tỏ cái nỗi đau đớn xót xa trước cảnh con người bị đầy đọa, bị giam hãm. Không chỉ vì thể xác mà còn ở cái tinh thần nữa. Nhưng đồng thời cũng là một cái tiếng nói tố cáo đanh thép cái giai cấp thống trị miền núi. Những kẻ không chỉ sử dụng sợi dây trói của cường quyền, của tiền bạc, mà còn sử dụng cả sợi dây trói của thần quyền để áp bức, bóc lột người khác. Nếu tác phẩm chỉ dừng lại ở đây ấy, thì thầy nhắc lại là Vợ chồng A Phủ không khác gì so với những tác phẩm của văn học Việt Nam trước cách mạng. Đó là sự bế tắc và quẩn quanh. Nhưng Vợ chồng A Phủ là tiếng nói của sức sống tiềm tàng và mãnh liệt. Sức sống tiềm tàng và mãnh liệt của Mỹ được thể hiện qua hai khoảnh khắc. Đó là trong đêm tình mùa xuân và trong đêm mùa đông cứu A Phủ. Đó là những đoạn văn giàu chất thơ và giàu tinh thần nhân đạo. Tô Hoài đã có một cái nghệ thuật xây dựng nhân vật thực sự độc đáo. Trước tiên là nhà văn đã mở ra cho chúng ta thấy một cái không gian nghệ thuật đậm màu sắc Tây Bắc. Những hình ảnh của thiên nhiên, những hình ảnh của phong tục tập quán đã gợi ra cho chúng ta thấy cái bầu không khí của mảnh đất Tây Bắc. Đó là hình ảnh của những đêm lễ hội, những cái đêm chơi mùa xuân, rồi hình ảnh của tiếng sáo, những cái chi tiết nghệ thuật thực sự độc đáo. Bên cạnh đó là nhà văn cũng đã khắc họa được rõ nét tính cách và số phận của nhân vật Mỹ. Cả Mỹ và A Phủ đều được nhìn ở những góc độ tương đối khác nhau. Ở Mỹ đó là cái nhìn bên trong. Ở cái nhìn bên trong chúng ta thấy ẩn sâu trong hình ảnh của một cô gái lầm lũi, ít nói, lại là một cái tâm hồn sống, lại là một cái khát khao sống rất là mãnh liệt. Còn ở phía A Phủ thì nhà văn lại thấy một nhân vật được quan sát chủ yếu ở trong hành động. A Phủ, nhà văn không tập trung vào miêu tả cái tâm lý của A Phủ mà tập trung miêu tả cái hành động của anh. Những hành động rất là dứt khoát cho thấy một người con trai vô cùng gan góc mà có một cái sức sống rất là mãnh liệt. Nhờ việc khắc họa rõ nét tính cách và số phận của Mỹ cũng như là nhân vật A Phủ thì chúng ta thấy được rằng là những con người nông dân, những người nông dân ở miền núi cao Tây Bắc ấy, thực ra là cái vẻ bên ngoài của họ có thể là âm thầm nhưng thực ra bên trong lại là một cái sức sống tiềm tàng và vô cùng mãnh liệt. Thứ ba, nhà văn đã thể hiện được cái khả năng phân tích tâm lý nhân vật thực sự tinh tế ở vốn ngôn ngữ cũng như là cái thủ pháp đồng hiện của nghệ thuật điện ảnh. Nhà văn đã sử dụng thứ ngôn ngữ nửa trực tiếp, nửa gián tiếp, khiến đôi chỗ chúng ta không biết rằng đó là lời của nhà văn hay là tiếng lòng của nhân vật. Nói cách khác, trong một số khoảnh khắc, dường như nhà văn đã nhập tâm vào nhân vật để nhân vật có thể tự cất lên cái tiếng nói về cái cảm xúc của mình. Mỹ còn trẻ lắm, Mỹ muốn đi chơi, bao nhiêu người có chồng rồi vẫn đi chơi ngày Tết. Rồi lúc mà Mỹ nhìn thấy A Phủ bị trói đứng vào cột và dòng nước mắt bò xuống hai hõm má thì Mỹ cất lên cái tiếng nói đầy đau đớn và phẫn uất. Người kia việc gì phải chết, vì sao phải chết, chết đau, chết đói, phải chết. Đó là tiếng lòng của nhân vật chứ không còn là lời văn miêu tả của tác giả nữa. Tâm lý của nhân vật cũng được hiện lên nhờ cái thủ pháp đồng hiện của nghệ thuật điện ảnh. Đôi chỗ chúng ta thấy hiện tại và quá khứ cứ hiện lên song song. Hiện tại và quá khứ có thể hiện lên trong sự đối lập. Trong Đêm Tình Mùa Xuân chúng ta nhớ có lúc là hiện tại phũ phàng khi Mỹ ngồi ở trong căn buồng đó và thấm thía nỗi đau cuộc đời mình. Nhưng cũng chính lúc ấy quá khứ tràn về với biết bao nhiêu niềm vui, với biết bao nhiêu cái niềm hạnh phúc. Hiện tại và quá khứ đối lập giằng xé đã dẫn tới những quyết định đầy mạnh mẽ của Mỹ. Đó là sự giải thoát. Thủ pháp đồng hiện còn hiện lên trong khoảnh khắc Mỹ nhìn thấy A Phủ bị trói và dòng nước mắt của anh. Lúc đấy Mỹ lại nhớ tới ngày xưa mình cũng đã từng bị trói và ngày hôm nay lại có một người bị trói như vậy. Chính cái sự đồng cảnh, đồng hiện dẫn tới sự đồng cảm và chia sẻ của Mỹ. Tóm lại, nhờ cái bút pháp xây dựng và phân tích tâm lý nhân vật vô cùng độc đáo, nhà văn Tô Hoài đã đem đến cho chúng ta một hình tượng đậm chất thẩm mỹ, chứng minh rằng là con người dù bị đặt trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể bị vùi dập. Họ sẽ sống, sẽ tìm thấy cái con đường sống của mình. Với nhân vật Mỹ và với cái kết của tác phẩm như vậy thì chúng ta nên tiếp tục là có so sánh với những tác phẩm văn học Việt Nam trước Cách mạng tháng 8. Ví dụ như thầy đã so sánh với tác phẩm Tắt Đèn, nhưng chúng ta có thể so sánh thêm với tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Kết thúc lại tác phẩm Chí Phèo thì chúng ta cũng sẽ đã thấy một điều rằng là kết thúc lại là cái chết của Chí Phèo trên vũng máu, rồi hình ảnh của cái lò gạch cũ giống như là sự bế tắc quẩn quanh của nhân vật mà không thể tìm thấy được lối thoát của mình. Còn kết thúc của tác phẩm Vợ Chồng A Phủ thì chúng ta cũng thấy rõ ràng rồi, đó là chúng ta có thêm được một niềm hy vọng và niềm tin vào tương lai. Nói là so sánh như thế nhưng các bạn tránh không nên. Đó là nói rằng là nhà văn Nam Cao không tìm thấy được đường sống cho nhân vật, mà chúng ta phải hiểu rằng là hoàn cảnh của mỗi thời kỳ là khác nhau. Nhà văn Nam Cao viết Chí Phèo hay nhà văn Ngô Tất Tố viết tác phẩm Tắt Đèn trong cái hoàn cảnh đó là trước Cách mạng tháng 8. Còn nhà văn Tô Hoài viết tác phẩm Vợ Chồng A Phủ khi mà Cách mạng tháng 8 đã thành công và chúng ta đang chiến đấu và giành những cái thắng lợi để đến với công cuộc giải phóng, thống nhất đất nước, đến với công cuộc giải phóng, chiến thắng trong cái cuộc chiến chống thực dân Pháp. Chính vì vậy, cái hiện thực mà nhà văn Tô Hoài miêu tả là cái hiện thực cách mạng. Nói cách khác, hình ảnh của nhân vật Mỹ cùng với nhân vật A Phủ chạy thoát ra khỏi Hồng Ngài để tìm thấy tự do và ánh sáng, nó mang đậm màu sắc của hiện thực, chứ không phải là thứ hiện thực thoáng qua, không phải là thứ ảo tưởng, mà đây là có xuất phát từ hiện thực. Thầy xin lưu ý các bạn điều đó nhé. Thầy xin lưu ý lại rằng là cái hình ảnh, cái kết thúc này nó đậm cái màu sắc hiện thực. Hình ảnh của cách mạng đang về với người dân của miền núi cao Tây Bắc. Bên cạnh hình ảnh trung tâm là nhân vật Vị, tất nhiên chúng ta còn có thể phân tích thêm nhân vật A Phủ. Nhưng thầy nghĩ rằng nhân vật A Phủ chúng ta sẽ có thể tìm hiểu qua những cái bài tập trắc nghiệm mà sau cuối chương trình các bạn có thể tìm ở trên website. Còn một cái phần mà thực sự đáng quan tâm đó chính là cái giá trị nhân đạo. Trong tác phẩm này, thầy là tác phẩm đầu tiên mà có nói về cái giá trị nhân đạo. Thế thì giá trị nhân đạo là gì? Giá trị nhân đạo chính là cái tình yêu thương giữa con người với con người. Và vì là bài đầu tiên có nói về giá trị nhân đạo nên thầy xin lưu ý các bạn một số cái điểm sau về chúng ta quan sát nhé. Giá trị nhân đạo của một tác phẩm thì chúng ta nhớ tới 4 cái chữ. Chúng ta nhớ 4 chữ nhé. Chữ thứ nhất là chữ X, chữ thứ hai là chữ P, chữ thứ ba là chữ T và chữ thứ tư là chữ K. Mỗi chữ đều mang một cái vai trò khác nhau. Chữ X chính là xót thương. Nhà văn Tô Hoài trong Vợ chồng A Phủ đã bày tỏ một niềm xót thương đối với thân phận trâu ngựa của những người dân lao động miền núi cao dưới chế độ cũ. Đó là ai? Đó là Mỹ, đó là A Phủ. Những con người vì những cái món nợ mà đời trước để lại, hay những con người vì bắt phạt vạ mà trở thành nô lệ từ đời này sang đời khác, bị chèn ép về cả tinh thần lẫn sức lao động. Rồi còn biết bao nhiêu những con người khác, những người đàn bà khác ở nhà thống lý cũng phải chịu cái cảnh trâu ngựa. Chữ P là phê phán. Và phê phán đại diện là cha con của thống lý Pá Tra. Chúng không chỉ chèn ép bóc lột con người ta về mặt sức lao động, thậm chí còn biến con người ta trở thành thứ nô lệ câm. Chúng không coi con người mang giá trị như những con người. Chữ T ở đây là chữ tôn trọng và ngợi ca. Nhà văn tôn trọng và ngợi ca vẻ đẹp và phẩm chất cũng như khát vọng của con người. Đó là vẻ đẹp của nhân vật Vị mà chúng ta thấy ngay từ đầu. Một cô gái tài hoa, xinh đẹp, hiếu thảo, chăm chỉ trong lao động. Đó là hình ảnh của A Phủ, mạnh mẽ, gan khóc. Một con người mà đại diện cho những thanh niên miền núi cao mang những cái phẩm chất tốt đẹp. Chính từ vẻ đẹp và những phẩm chất cao quý của những con người lao động miền núi cao, nhà văn đã khẳng định được sức sống tiềm tàng của họ cũng như khả năng đổi đời của những con người ấy dưới ánh sáng của mùa xuân của thời đại mới. Chúng ta đang nhắc lại những năm tháng mà nhà văn Tô Hoài đã cùng với những cán bộ chiến sĩ lên giải phóng các dân tộc miền núi cao Tây Bắc. Và dưới cái ánh sáng của Đảng, của cách mạng đang tràn về, những con người tưởng chừng như âm thầm lặng lẽ ấy đã bộc lộ được cái khát vọng sống, cái sức sống mãnh liệt của họ, để họ sẽ giác ngộ cách mạng, họ sẽ đi theo cách mạng, họ sẽ trở thành những con người tự do và họ sẽ chiến đấu để giành cái tự do cho vùng đất quê hương mình. Chính từ việc ngợi ca và tôn trọng những vẻ đẹp và phẩm chất của những con người lao động miền núi cao Tây Bắc, nhà văn đã khẳng định được cái sức sống tiềm tàng cũng như khả năng đổi đời của họ dưới ánh sáng của mùa xuân và thời đại mới. Có nghĩa trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ, nhà văn Tô Hoài đâu chỉ khẳng định sức sống mãnh liệt của họ dưới ách thống trị của giai cấp phong kiến miền núi, mà nhà văn còn cho thấy cái khả năng đổi đời của họ. Điều này chúng ta có thể so sánh với các tác phẩm văn học hiện thực phê phán và văn học lãng mạn trước năm 1945. Những cái tác phẩm văn học hiện thực phê phán và văn học lãng mạn trước 1945 như thầy nhắc là vẫn có thể miêu tả được cái số phận bi thảm của họ, nhưng chưa tìm được hoặc là chưa thấy được cái khả năng mà họ thay đổi cái số phận mình. Có nghĩa rằng là con người bị chi phối bởi hoàn cảnh. Còn ở đây, con người có khả năng chiến đấu và chiến thắng cái hoàn cảnh. Con người có khả năng tạo dựng được hoàn cảnh. Nói cách khác, tác phẩm khép lại trong một âm hưởng thực sự lạc quan và để lại dư ba trong lòng người đọc về cái sức sống của con người, về cái vẻ đẹp của con người.